mừng các anh chị đến với khóa học thực phẩm chức năng bảo vệ gan Nutrilite Crypto và Denilite. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tìm hiểu tổng quan về gan. Thứ hai, tìm hiểu về thực phẩm chức năng bảo vệ gan Nutrilite Crypto và Denilite. Mời anh chị vui lòng bấm vào gan sau để tiếp tục nội dung. Để thuận tiện cho việc học, các anh chị vui lòng chú ý tới các biểu tượng ở bên trái màn hình. Mục lục để chọn các phần của khóa học. Trước hết, hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc của gan trong cơ thể. Như chúng ta đều biết, lá gan nằm trong ổ bụng, ở phía hạ sườn phải. Đây là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, có khối lượng khoảng 1,2-1,6 kg. Nhìn vào những minh họa, lá gan có thủy gan phải, thủy gan trái và có những ống dẫn mật với axit mật từ gan đổ xuống túi mật. Với cấu trúc gan như vậy, nên gan sẽ giữ một vai trò rất quan trọng trong cơ thể, lọc máu đi nuôi cơ thể. Gan dự trữ gluco dưới dạng glycogen và khi cần thiết chuyển hóa glycogen thành gluco để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, gan có vai trò điều hòa nguồn cung cấp năng lượng. Gan còn có vai trò tổng hợp lên các loại protein quan trọng trong cơ thể như protein fenferrin để vận chuyển sắt hay các protein làm đông máu. Gan giúp tiêu hóa chất béo bằng cách tiết mật dự trữ trong túi mật. Khi cần tiêu hóa chất béo, túi mật sẽ đổ axit mật vào tá tràng để nhủ tương chất béo. Gan là kho lưu trữ các vitamin tan trong dầu như A, D, E, K và vitamin B12. Ngoài ra, gan còn dự trữ sắt, độc và kẽm. Gan có khả năng tái sinh vượt bậc. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm trên loài chó, cắt 3/4 gan của chúng và chỉ sau 8 tuần, gan đã phục hồi trở lại kích thước như cũ. Do những chức năng cực kỳ quan trọng như vậy, nên gan có thể xem như một trong những cơ quan nội tạng quan trọng hàng đầu trong cơ thể chúng ta. Tuy vậy, gan rất dễ bị tác động và tổn thương bởi các kẻ thù nguy hiểm như hóa chất. Tiếp xúc nhiều với hóa chất cũng gây những tác hại to lớn đến gan, như sống trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất như các loại thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, ngay cả những hơi xăng hay khói thuốc lá mà chúng ta bình thường phải hít vào mỗi khi ra đường hoặc ăn uống các thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại. Lâu dần sẽ dẫn tới tổn thương các tế bào gan, chức năng giải độc bị suy giảm. Rượu bia cũng là một tác nhân gây phá hủy tế bào gan. Gan có nhiệm vụ chuyển hóa cồn. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa cồn có thể sinh ra những chất gây hại gan, gây xơ gan. Thuốc, việc lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không theo chỉ định bác sĩ gây những tác động nghiêm trọng đến gan. Một trong số những loại thuốc không dùng chúng ta rất hay dùng và dùng một cách vô tội vạ là paracetamol. Nhiều chất paracetamol có thể gây độc cho gan nếu dùng không đúng cách, gây các tổn thương trực tiếp lên các tế bào gan. Siêu vi A, B, C là những sát thủ thầm lặng, không những làm tổn thương gan của một người mà còn có thể lây lan qua nhiều người bằng những con đường khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về virus viêm gan A, B và C. Viêm gan A rất dễ lây lan, có thể lây qua đường miệng, phân, như không rửa tay sau khi dùng nhà vệ sinh hoặc thay đổi tã lót, ăn thức ăn bị nóng và chuẩn bị bởi người đã bị nhiễm bệnh, uống nước bị nhiễm bệnh. Virus viêm gan B lây lan qua đường máu và các chất dịch trong cơ thể như quan hệ tình dục không an toàn, kim tiêm, mẹ truyền sang con. Virus viêm gan C lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp với máu như lây qua các kim tiêm bị nhiễm, thuốc, xăng tình, vật nhọn đâm vào cơ thể, dùng thuốc tiêm bất hợp pháp, dùng trung vật chạy đến răng hoặc dao cạo râu với những người nhiễm bệnh, mẹ truyền sang con, quan hệ tình dục không an toàn. Viêm gan B và viêm gan C rất dễ dẫn đến biến chứng xơ gan và ung thư gan nếu không được điều trị và kiểm soát hợp lý. Với những kẻ thù nguy hiểm và rất phổ biến trong cuộc sống như vậy, riêng tại Việt Nam,
thực trạng bệnh gan đang diễn tiến ngày càng phức tạp. 40% những người nhiễm viêm gan B chết vì xơ gan, ung thư gan. Tỷ lệ tử vong của xơ gan và ung thư gan chiếm đến 80%. Để tìm hiểu kỹ hơn về thực trạng của từng căn bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan, mời anh chị bấm vào các ô bên dưới để tìm hiểu chi tiết. Bệnh lý gan hay gặp nhất là gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ được xác định khi có các hóc mỡ chiếm nhiều hơn 5% trọng lượng gan. Gan nhiễm mỡ hay gặp ở những người béo phì và tiểu đường, tỷ lệ lên tới 75%, và có tới hơn 50% những người nghiện rượu bia bị gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là bệnh lý khó phát hiện do không có biểu hiện rõ rệt và dễ bị xem nhẹ. Tuy nhiên, nếu không điều trị triệt để, gan nhiễm mỡ có thể trở thành viêm gan nhiễm mỡ và xơ gan nhiễm mỡ. Số liệu cho thấy trên 60% đàn ông trung niên ở Việt Nam hiện nay đang mắc gan nhiễm mỡ. Một con số đáng báo động khác là bệnh viêm gan. Ở Việt Nam có đến 15-20% dân số nhiễm viêm gan B. Như vậy, trong 90 triệu dân có đến 18 triệu dân nhiễm virus viêm gan B, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Và có đến 40% những trường hợp mắc viêm gan B không được điều trị, kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến biến chứng xơ gan và ung thư gan. Tỷ lệ tử vong của biến chứng xơ gan, ung thư gan ở những người mắc viêm gan B lên đến 40%. Mặc dù đã có vaccine ngừa virus viêm gan B, thế nhưng vẫn có những người xem nhẹ việc tiêm phòng. Vì vậy, càng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm gan B. Tỷ lệ viêm gan C trong dân số chúng ta cũng khá cao, khoảng 4-5% dân số. Các bệnh lý về gan thường tiến triển âm thầm với các triệu chứng không đặc hiệu. Do đó, thường được phát hiện ở giai đoạn nặng, ngay cả với các bệnh lý nguy hiểm như xơ gan, ung thư gan. Có đến 15% bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ diễn tiến thành xơ gan, và khoảng 57% những người viêm gan mãn tính do rượu hay do virus tiến triển thành xơ gan. Xơ gan là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao nhưng lại không có dấu hiệu rõ ràng. Khi chúng ta phát hiện những dấu hiệu bất thường mang tính đặc trưng cho xơ gan, thì bệnh lý đã tiến triển ở giai đoạn muộn. Bên cạnh xơ gan, ung thư gan cũng là loại bệnh lý chết người. Đây là dạng ung thư phổ biến thứ tư ở Việt Nam, có thể có nguyên nhân do gan nhiễm mỡ, do virus, do độc tố aflatoxin B từ nấm mốc đậu phộng, do rượu hay do xơ gan. Ở Việt Nam, mỗi năm có thêm 10.000 ca ung thư gan mới được phát hiện. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thực sự phản ánh được số liệu thật những người mắc ung thư gan ở Việt Nam. Do những khó khăn trong việc phát hiện sớm bệnh lý và do thói quen không kiểm tra chặt chẽ sức khỏe định kỳ của người Việt Nam, vì vậy những ca ung thư gan được phát hiện mới mỗi năm hầu hết đều rơi vào giai đoạn muộn. Hiện nay tỷ lệ tử vong của ung thư gan và xơ gan lên đến 80%. Như vậy, trong 100 ca mắc xơ gan, ung thư gan thì sẽ có đến 80 ca tử vong, 20 ca còn lại vẫn còn nguy cơ tái phát và tiến triển nặng hơn. Có một câu nói rằng, bệnh gan là kẻ giết người thầm lặng. Chính bởi các bệnh lý về gan thường nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao nhưng lại khó phát hiện, không có các dấu hiệu rõ ràng. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta cần có ý thức bảo vệ và chăm sóc lá gan của mình cũng như của gia đình. Từ những số liệu ở trên, chúng ta thấy rằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe lá gan là rất cấp thiết. Hãy có một thói quen sinh hoạt lành mạnh, tránh xa rượu bia, thuốc lá và thói quen sử dụng thuốc bừa bãi, không hút thuốc lá và hạn chế thực phẩm chiên xào nhiều chất béo. Hãy tăng cường vận động, tập luyện thể dục thể thao, duy trì trọng lượng cơ thể phù hợp, tránh tăng cân quá mức, cân bằng chế độ dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Đó là những cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể thực hành hàng ngày để chăm sóc cho lá gan của chính mình. Bên cạnh chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng hợp lý, chúng ta nên sử dụng thêm thực phẩm chức năng để tăng cường bảo vệ và hỗ trợ chức năng gan. Sản phẩm Nutritive Crystal và Gangulite với dồi dào các dưỡng chất thực vật và các thành phần có khả năng chống oxy hóa sẽ hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe lá gan của chúng ta. Thành phần trong một viên sản phẩm của chúng ta bao gồm
156mg chất chiết từ cây Mill Crystal, hay còn gọi là cây hút gai, 125mg chất chiết từ trẻ của công anh, 50mg dưỡng chất thực vật citrus, bioflavonoid, 15mg xuất acetylcholine, chất xuất đường nhẹ. Sản phẩm có sự kết hợp hài hòa, độc đáo giữa năm thành phần thực vật để hỗ trợ tốt nhất cho sức khỏe lá gan. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng thành phần trong sản phẩm nhé. Cây Mill Crystal hay còn gọi là cây cúc gai hoặc cây sữa có xuất xứ từ vùng địa Trung Hải từ hàng ngàn năm trước. Loại thực vật này đã được dùng để bào chế thuốc kháng viêm, chữa các chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa. Đặc biệt về gan mật, các nhà khoa học đã tìm ra thành phần dưỡng chất silymarin chứa trong dừa cây Mill Crystal có vai trò đặc biệt giúp tăng quá trình tái tạo tế bào gan, giúp ổn định men gan. Ngoài ra, silymarin còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa và vô hiệu hóa các gốc tự do tác động lên tế bào gan. Như vậy, chiết xuất từ Mill Crystal không những có vai trò tái tạo tế bào gan mà còn giúp ổn định men gan và bảo vệ gan khỏi tác hại của các gốc tự do. Thành phần thực vật thứ hai có trong sản phẩm là chiết xuất từ rễ bồ công anh. Cây bồ công anh được sử dụng trong các phương thuốc cổ truyền giúp lợi tiểu, chữa đầy hơi, ăn không tiêu. Khoa học hiện nay đã chứng minh trong cây bồ công anh có rất nhiều dưỡng chất thực vật quý giá như taraxacin, riterpenoid, inulin, betaine, carotenoid và flavonoid. Những dưỡng chất thực vật này giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt hơn, đồng thời cũng hỗ trợ chức năng thận và giúp lợi tiểu. Kết hợp với thành phần Mill Crystal, chiết xuất bồ công anh cung cấp cho cơ thể một lượng lớn các dưỡng chất thực vật quý giá, giúp tăng cường chức năng gan, chức năng tiêu hóa và tiết niệu. Bên cạnh đó, chống oxy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do tấn công cơ thể chúng ta. Thành phần thứ ba là chiết xuất từ nghệ. Nghệ được sử dụng phổ biến để làm gia vị và làm các vị thuốc trong một số bài thuốc cổ truyền. Chúng ta đều biết nghệ được sử dụng rất nhiều để chữa bệnh đau, viêm huyết dạ dày, giúp làm lành vết thương và liền sạch nhanh chóng. Hoạt chất chính trong nghệ là eugenoid. Đây là loại dưỡng chất thực vật có khả năng chống oxy hóa cao, có khả năng chống oxy hóa chất béo. Ngoài ra, nghệ còn giúp kích thích gan tiết mật để tiêu hóa chất béo, ngăn ngừa những chứng buồn đầy hơi, khó tiêu. Nghệ đặc biệt rất tốt cho những người có mỡ máu cao, cholesterol cao, sẽ giúp giảm chỉ số mỡ và cholesterol trong máu. Bên cạnh đó, với đặc tính kháng viêm, nghệ giúp phục hồi nhanh chóng các ung thư do viêm ở mô gan. Tổng hợp tất cả, ta thấy rằng nghệ không chỉ tốt cho tế bào gan nhờ khả năng kháng viêm và phục hồi tổn thương, mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa cũng như hỗ trợ cho sức khỏe cơ thể chúng ta. Sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ gan Nutrilite Mill Crystal và Nutrilite có nhiều thành phần có những công dụng tuyệt vời, phù hợp cho những người có nguy cơ mắc bệnh gan, đó là những người uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường có các chất độc hại. Ngoài ra, những người thừa cân, béo phì, có hàm lượng mỡ và cholesterol trong máu cao sẽ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ. Đây cũng là đối tượng khách hàng của sản phẩm Nutrilite Mill Crystal và Family Lion. Và tất nhiên, những khách hàng quan tâm tới sức khỏe, muốn ngăn ngừa các nguy cơ bệnh gan, đó cũng là đối tượng khách hàng của các hãng.